Kính thưa toàn thể vị, và nối tiếp chương trình, ta xin mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của Trúc Phương, ca khúc được mang tên Để trả lời một câu hỏi. Và với ca khúc này, chúng ta sẽ được lắng nghe qua một viên ngọc sáng chói trong làng giải trí, đó là tiếng hát của Hốt Son. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.